Đổi với nhạc Ấn Độ nữa trời. Em rồi. Chị nghe giọng chị đó, chị đang thử nha. Xin chào tất cả mọi người, mình là Obito. Mình là Hoàng Duyên. Và chúng mình chấp nhận thử thách nhạc tour. Ủa sao gần anh dữ hả? Ok. Ai gần dữ hả? Ủa đang tiếng Anh đó mọi người. Chỉ cần ngồi với em chút thôi được không? Tiếng Anh là gì? Green, Evan, shout out to my boy. Với em chút thôi được không? Nhìn vào đôi mắt em. Ủa là sao ta? Nó lạ lắm thôi. Em xin nghe lại một lần nữa được không ạ? À đoán đi. Mời em. Em nói tên nghệ sĩ được không? Em nghĩ là cái bài này nghe quen lắm. Baby girl I like your move. Bài của Wincy là Freaky. Cái bài này nghe quen lắm. À đấy đấy đấy, bài đấy đấy. Nói về vui. Gù. À kìa. Tự nhiên mình nói chi cho mình ta đoán không biết nữa. Ủa gì là lúc một kiếm cho cả hai người chứ. Những người nói kết quả luôn chứ trời. Sừng luôn. À, bài tiếng Anh đúng không? Của bài Love Story của Taylor Swift. Đúng rồi. Okay. Tiếng là anh mọi người. Ủa tiếng là anh hả trời. Ồ em nghe khá như Summer Emotion gì đó. Anh xin nghe giọng mình quá ha. Nghe lại đi anh. Cứ hai lần một lần. Ủa như nhạc Ấn Độ nữa trời. Thì mấy mấy lời ra chị nhớ. Chị nghe em giọng chị đó, chị đang thử nha. Chị đang đi mua rồi. Ủa như nhiều tiếng Ấn Độ vậy đi. Vì Ai Lập vậy trời. Quen lắm. Như bài của Mỹ Anh với anh Pháp Hương. Cảm giác cái bài đó. Real đó. Love. Ừ trời. Có bạn đánh chuông chưa? Em nói. Chị nghe giọng em á. Ồ, em nghe là giọng em á. Ờ, nhưng em có bài gì đó không? Xin bài lớp, đáng thử. Không, xin bài lớp thì không phải bài này. Mày nói đại thôi. So you love.
cái gì lạ quá ta. Em nghe là em biết là đây là nhóm nhạc Hàn Quốc. Wow. K-pop. Nghe quen lắm. Chị bấm thử đi. Như là bài này chị nghe cảm thấy giai điệu nhá. Gì đúng rồi hả? Ba của ai nhá? Hỏi bài hát thằng nào? Như nghe giống giọng từ Linh. Cái độc thân đúng không ạ? Dạ. Gì vậy? Nha. Zoom đúng không? Zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Nó là của ai? Của sếp. Cái gì cho anh? Cái giọng quen quá à. Giọng của Hân Ân. Internet love Hân Ân. Cậu tôi nhắc cho luôn. Quên. Không phải là Hạnh Ngân nữa, bây giờ bạn ấy đang là Ash. Oh wow. Nghe cảm giác quen quen, Angel Baby. Wow. Nghe nhạc quen quá. Một bài của Blackpink. Bài gì mà nó đó bài đi. Bài gì mà em nghe lại được mà. À, Money của Lisa. Angela Jolie and Jeff Bezos. Nó lạ lắm. Đã. Nghe tiếng Anh. Em chịu. Hỏi tiếng Anh nghe bao nhiêu lần á? Tiếng Anh đúng không? Nghe được tiếng Anh mọi người. Mình tiếng Ấn Độ chắc nè. Làm tiếng Việt được. Bài này quen không? Bài này rất quen luôn hả? Bài này rất quen thì nó sẽ là tiếng Việt đúng không ạ? Tiếng Hàn. Tiếng Hàn, chị nghe được tiếng Hàn. Tiếng Hàn hả? Nó lại như tiếng Đội. À, hello hàng. Tại em chị đang bật điện ấy. Mày đây cũng bị dập điện. Em chịu. Nghe này mày giống giận chị lắm. Thử đi, biết đâu chúng. Không lấy bài không phải của mình ta, bài của ai vậy? Không phải bài của mình. Nhưng tôi phải cả hai luôn hả? À, mua hồng. À gà. Trời ơi trời. Ngày em đã tới. Mưa đính cao. Còn gì nữa đâu. Sương mù đã lâu. Em đi về. Cầu mưa ướt áo. Duyên thân em điểm nè. Yeah. Bắt tao ra thử nè. Yeah. Nhìn
tất cả mọi người, thì tụi mình đã vừa hoàn thành xong thử thách nhạc tu ngược và song reverse. Và mình là Obito và đây là chị Hoàng Duyên. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong dịp gần nhất. Bye bye.